ba lý do NATO không dám lập vùng cấm bay ở Ukraine. Vùng cấm bay là vùng trời được lập để cấm máy bay đối phương hoạt động trong một khu vực nhất định, ngăn chúng thực hiện các cuộc không kích vào khu dân cư. Chiến thuật này đã được sử dụng nhiều lần trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đáng chú ý nhất là ở Iraq trong những năm 1990, nhằm ngăn chặn các cuộc không kích vào cộng đồng người Kurd ở miền Bắc và người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam nước này. Trong bối cảnh xung đột như ở Ukraine, khu vực cấm bay nếu được thiết lập có nghĩa là một khu vực mà máy bay Nga không được phép bay, nhằm ngăn chặn Nga thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Ukraine. Sau khi Nga bất ngờ mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, 30 quốc gia thành viên của NATO đã thảo luận các hành động tiếp theo của liên minh ở Ukraine. Trong tình hình hiện nay, Nga bao vây nhiều thành phố lớn và kiểm soát toàn bộ không phận Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi NATO thiết lập một vùng cấm bay ở Ukraine. Tổng thống Zelensky cùng một số quan chức Ukraine cho biết lập vùng cấm bay là một trong những yêu cầu quan trọng mà họ đưa ra với các đồng minh phương Tây kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi kể cả ở Mỹ và Ukraine đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng các đồng minh NATO thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine nhằm ngăn chặn những cuộc không kích từ Nga. Những người ủng hộ ý tưởng trên tin rằng một vùng cấm bay sẽ cắt đứt hoạt động đường không của Nga, ngăn đà tiến công của quân đội Nga về phía Kiev. Tuy nhiên, trong cuộc họp đại diện 30 quốc gia thuộc khối hiệp ước NATO vào ngày 4 tháng 3 năm 2022 vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định một khu vực cấm bay trên lãnh thổ Ukraine không phải là một lựa chọn được khối này xem xét. Ông nói, chúng tôi đã nhất trí rằng không nên để máy bay NATO hoạt động trên không phận Ukraine hoặc đưa quân đội NATO vào lãnh thổ Ukraine. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao NATO không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine? Có 3 lý do đằng sau việc này. Thứ nhất, đó là bởi vì việc áp đặt một vùng cấm bay phải được thực hiện bằng sức mạnh quân sự. Nếu máy bay Nga bay vào vùng cấm bay của NATO, khi đó các lực lượng của NATO sẽ phải có hành động ngăn chặn. Các hành động đó có thể bao gồm cả việc bắn hạ máy bay Nga đang vận hành. Đối với Nga thì đó sẽ là một hành động tuyên chiến của NATO. Thứ hai, dù gì thì Ukraine vẫn không phải là thành viên của NATO. Do đó, NATO không có nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ không phận hoặc lãnh thổ của Ukraine. Thứ ba, NATO nhận thức rõ ràng rằng họ sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhất là đối với một cường quốc hạt nhân như Nga, mặc dù khối này ủng hộ Ukraine. NATO sẽ không sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì có thể được coi là tham chiến trực tiếp chống lại Nga, do những động thái này có thể khiến xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện và có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Rõ ràng, nếu NATO, bao gồm cả Mỹ, thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, thì điều đó có thể dẫn tới hành động mạnh tay hơn của Nga, từ đó có thể lôi kéo cả khối NATO vào cuộc chiến. Khả năng đó sẽ là cuộc chiến đa quốc gia và có thể châm ngòi cho một cuộc đệ tam thế chiến với hậu quả không thể lường trước được. Thêm vào đó, các quốc gia NATO cũng sẽ phải cân bằng lợi ích quốc gia trước khi đưa ra bất kỳ một hành động phiêu lưu quân sự nào. Có lợi anh mới làm nhé. Trước mắt, NATO và các quốc gia thành viên sẽ chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine và lên kế hoạch xa hơn cho một chính phủ Ukraine lưu vong nếu điều đó xảy ra. Thậm chí hiện nay, NATO khi muốn viện trợ vũ khí cho Ukraine thì chỉ đặt ở biên giới của Ukraine và đề nghị Ukraine ra biên giới lấy hàng, vì NATO rất sợ những đoàn xe chở vũ khí tiếp viện cho Ukraine sẽ đụng độ với Nga. Các quan chức của chính quyền Biden cũng đã thể hiện quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng họ sẽ không cân nhắc phương án thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hệ quả nguy hiểm. Lý do Tổng thống không sẵn sàng thực hiện bước đi đó là bởi vì khi lập vùng cấm bay, chúng ta cần có những hành động thực thi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 3 tháng 3 nói, về cơ bản, quân đội Mỹ phải bắn hạ máy bay Nga tiến vào vùng cấm bay và tạo ra nguy cơ về một cuộc chiến tranh trực diện với Nga. Đây chính là điều mà chúng tôi muốn tránh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng ý rằng việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể kích động một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Dù vậy, những lời kêu gọi lập vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine lại tăng lên sau cuộc tấn công của Nga hôm 3 tháng 3 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất nước này. Đây là thời điểm lý tưởng để nhắc lại lời kêu gọi của tôi về phương án lập vùng cấm bay theo đề nghị của chính phủ Ukraine. Nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger viết trên Twitter,
sau sự việc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rachel Whitaker, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện tuần qua nói rằng phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine cần được xem xét nghiêm túc. Doug Bucky, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Missile, cho rằng lập vùng cấm bay đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người khi muốn Mỹ và đồng minh phương Tây tăng cường ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng những người thường nhắc tới vùng cấm bay nhất có thể chưa hiểu hết tính phức tạp của nó. Họ nghĩ rằng đó là một lựa chọn ít rủi ro, nhưng thực tế nó vô cùng phức tạp, bất kỳ nhấn mạnh. Howard Stauffer, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học New Haven, Mỹ, kiêm cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ ra rằng khi thiết lập vùng cấm bay, Mỹ và NATO phải thực thi nó bằng vũ lực. Nếu ai đó vào vùng cấm bay, bạn không thể xua đuổi mà phải bắn hạ nó, Stauffer nói. Ukraine không phải thành viên NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi NATO là mối đe dọa trực tiếp và gần đây liên tục chỉ trích xu hướng mở rộng ở phía đông của khối. Do đó, NATO rất miễn cưỡng khi tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine, khi nguy cơ đụng độ trực tiếp với một cường quốc hạt nhân là rõ ràng. Mặc dù NATO ủng hộ Ukraine và lên án chiến dịch quân sự của Nga, liên minh đơn giản là không sẵn sàng làm bất cứ hành động nào để được coi là gây xung đột trực diện với Nga. Bình luận viên Luke McGee từ CNN đánh giá, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetter nhận định là vùng cấm bay ở Ukraine chưa thực sự cần thiết, đồng thời lưu ý nhiệm vụ chính của Washington trong cuộc xung đột chỉ là cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Kevin Ryan, cựu tùy viên quốc phòng Mỹ tại Nga đánh giá là vùng cấm bay có thể tác động tiêu cực tới Ukraine vì nước này hiện vẫn đang được hưởng lợi từ việc sử dụng máy bay và thiết bị không người lái. Tuy nhiên, Ryan gợi ý Mỹ và NATO có thể thiết lập một vùng cấm bay ở phía tây của Ukraine, nơi quân đội Nga chưa tiếp cận. Bạn có thể làm vậy để tránh rủi ro đối đầu trực tiếp với phi công Nga, vì họ không thực sự bay ở đó, ông nói. Nó sẽ cung cấp một biện pháp bảo vệ cho Ukraine, trong khi không cản trở việc sử dụng máy bay và thiết bị bay không người lái của họ trong chiến sự đang diễn ra ở miền đông đất nước. Nga nhìn nhận NATO là một mối đe dọa đối với nước này, và gần đây, Moscow thường xuyên chỉ trích việc NATO mở rộng về phía đông. Đây cũng là một trong những lý do được Nga đưa ra để biện minh cho việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Việc NATO kết nạp thêm các nước thuộc Liên Xô cũ khiến Nga hiện nay trở thành nước có chung đường biên giới trên bộ với liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Điều này đã làm giảm sức mạnh địa chính trị của Nga ở những khu vực từng chịu ảnh hưởng của Moscow. Và theo Nga, điều đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia của Nga. Vì vậy, Tổng thống Putin đã quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đã 2 tuần kể từ khi mở chiến dịch tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2, lực lượng Nga hiện đã tiến vào một số thành phố, nhưng không mở rộng được đáng kể vùng kiểm soát và chưa khép được vòng vây ở thủ đô Kiev. Theo các bạn thì lý do gì NATO và Mỹ không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine? Hãy bình luận bên dưới video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye! Да, через...